anh thật sự nghĩ anh làm như vậy là nghĩ cho bệnh viện, cho khoa ngoại nhi à? Tôi còn một lá bài tẩy, tôi sẽ lật nó lên. Chị thật quá đáng mà. Chị có phải là mẹ của bé Thiên hay không? Hay chỉ xem bé Thiên như là một con máy? Hey! Nam, nếu như người ta không cho anh làm bác sĩ thì anh cứ kệ họ đi. Và anh phải cố, đến khi nào anh làm được thì thôi. Khi nào làm được thì mới thôi. Dao. Mày giả mạnh. Cậu có biết hôm nay cậu đã làm cái gì không hả? Anh Hoàng, chào Thiên, anh là bác sĩ Phạm Hoàng Nam, bác sĩ điều trị cho em. Rất vui được biết em. Em đang nghe nhạc hả? Em đang nghe bài gì vậy? Thật ra anh đã nghe em hát rồi, giọng hát của em cực kỳ hay luôn á. Ủa, em mà thay sao mà không nói chuyện vậy? Tại giao tiếp bị nhạt á. Thiên, chào con. Chú của con, con hát trên TV. Con hát hay lắm nha. Chú là fan của con đó Thiên. Con vô đây rồi, sau này có chuyện gì cứ liên hệ với chú. Chú là điều dưỡng minh, chú lo cho con được. Còn đây, món quà mọn ra mắt. Thiên không có những thứ đó. Em chào chị. Em là bác sĩ Phạm Hoàng Nam, bác sĩ điều trị cho Thiên. Chị ơi, cho em hỏi, Thiên ngoài hát ra, bộ Thiên không thích nói chuyện hay là Thiên không nói chuyện được? Cậu nói vậy là sao? Dạ, ý của em á là Thiên không có thích nói chuyện. Nếu mà cứ như vậy hoài á thì tất cả các bệnh nhi ở khoa này sẽ không giao tiếp được với Thiên. Như vậy thì Thiên sẽ bị cô lập đó chị. Cậu nói thật là vớ vẩn. Thiên, đứng dậy đi vào phòng mẹ. Ủa ai dựa vậy? Ai dựa phán thấy ghê vậy ba? Cậu mới bị cô lập á. Mốt bớt bớt đi chung tôi cho trời. Cậu lao không à? Cô Hạnh, thấy hai mẹ con kia không? Sao? Mới nổi tiếng của tí xí thôi đó mà khó chịu, khó chịu. Trời ơi trời. Ê, gì? Sao anh dám lớn tiếng nói xấu mẹ con người ta vậy? Trời, nói về con nào lớn tiếng. Tôi đang âm thầm chia sẻ với Hạnh luôn á Hạnh. Mà thấy giống không? Hai mẹ con giống nhau như đúc luôn á. Mắc cười. Mẹ con người ta thì giống nhau chứ không lẽ giống anh. Làm gì binh dữ vậy? Mà khoan, Hạnh, gì vậy? Hình như là Hạnh đang sức kem của tôi tặng đúng không? Ờ... Im lặng đi Hạnh. Đây là giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Hạnh đừng phá vỡ bầu không khí lãng mạn này nữa. Cảm ơn Hạnh. Cảm ơn Hạnh đã sử dụng kem của tôi. Hạnh à, kể từ bây giờ tôi có thể mạo muội đổi cách xưng hô với Hạnh được không? Hạnh kem trộn. Còn lao quá, im đi.
ở đây người ta nghe chứ ra cái thể thống cái gì nữa. Ừ. Đẹp á. Hạnh trầm trồ. Nói nữa là tôi trả nha. Vì mục đích này mà anh vào bệnh viện chúng tôi đúng không? Dạ đúng. Anh thật sự nghĩ anh làm như vậy là nghĩ cho bệnh viện, cho khoa ngoại nhi à? À, em đã nói ý kiến của em cho anh biết rồi mà. Anh khen à, anh nhìn nhầm người rồi. Anh tưởng tôi đáp ứng cho đề nghị hoang đường vàng bất nhân như vậy à? Anh Phúc, em nghĩ giữa anh và em đang có sự hiểu lầm gì đó. Không hiểu lầm gì hết á. Anh phải rời bệnh viện ngay tuần này. Nếu anh tự động ra đi, tôi sẽ không báo cáo hội đồng quản trị, truy cứu trách nhiệm của anh. Anh khen là người nguy hiểm. Anh Rể, anh chọn nhầm người đó. Tôi biết chứ. Hắn ta là một kẻ ăn cháo đá bát. Hắn ta đã quên ai là người đưa hắn ta vào đây. Bước tiếp theo tính sao? Tôi còn một lá bài tẩy, tôi sẽ lật nó lên. Nhưng cậu phải hy sinh. Hy sinh? Nhưng mà hy sinh cái gì anh? Sáu hả anh? Chàng YouTube á, chàng TV, anh ấy hay thật luôn á. Em cứ tưởng anh là người nước ngoài hát không đó. Anh là thần tượng của em còn bắt chước theo anh hát á. Mà mọi người có chê em là hát dở không à. Nhưng mà anh đâu ở đâu vậy anh? Nghe nói anh được dàn hợp xướng bên Đức mời phải không ạ? À? Thiệt quá trời luôn á. Vậy hả? Anh cho em xin chữ ký đi. Mới mốt em ra diễn á, em còn khoe với mọi người nữa. Ký cho em đi anh. Các cháu làm gì ở đây? Ai cho các cháu vào đây? Để cho anh Thiên nghỉ ngơi. Dạ. Bây giờ đi ra đi. Mau. Chị Trinh, em nghĩ bé Thiên cần được kết bạn đó chị. Tại vì nếu mà được kết bạn thì Thiên sẽ cảm thấy tốt hơn và bớt đau hơn đó chị. Sao tôi thấy cậu có thích nói chuyện không đâu thế? Dạ, đâu phải là chuyện không đâu đâu. Em nói thiệt đó. Tại vì lúc nhỏ em là muốn đứa trẻ không nói cũng như là không cười và không có thể nào tiếp xúc với lại tất cả mọi người. Và lúc đó em cảm thấy mình là một đứa trẻ cô độc và rất là tổn thương. Đấy là chuyện của cậu, liên quan gì đến con tôi? Thật ra em sợ là Thiên sẽ giống em á. Thôi được rồi, cậu đi ra ngoài đi. Nhưng mà... Đi đi. Nam, phòng tài vụ nói là em đã ứng tiền viện phí cho bé Sinh rồi hả? Dạ. Được rồi, chị hiểu tâm trạng của em, vì chị cũng đã từng như vậy. Nhưng mà em có biết không, một khi đã bắt đầu rồi thì sẽ không có điểm dừng, vì em còn phải sống nữa chứ. Dạ. Thật ra thì em có một khoản tiền nhỏ, đó là 264.532.000 đồng thôi hả? Đó là tiền trợ cấp mẹ được nhận từ nhỏ cho đến bây giờ. Em chưa dùng đến luôn hả? Thầy Phúc luôn cho em tiền tiêu vặt về chữa bệnh và điều trị thì em không tốn. Ngoài ra mỗi tháng em chỉ tốn tiền ăn uống và 60.000 tiền đi xe bus. Ngoài ra em không tốn một khoản nào nữa. Chị biết là vậy, nhưng mà dù sao đi nữa thì em cũng phải... Không sao đâu chị. Thật ra em cần phải giúp những người khó khăn hơn em. Lâu lâu cũng ra dáng người lớn đó chứ. Bác sĩ Lớp.
Hình như là bé Thiên không có nghe nhạc, Thiên muốn dùng tai nghe để không muốn ai làm phiền, kể cả chị. Cậu nói thật là vô lý. Không, em nói có lý mà. Tại vì lúc nhỏ em cũng thường bị người khác chê cười. Lúc đó em dùng tai để bịt lại và không muốn nghe những điều đó. Và bây giờ em thấy Thiên cũng vậy á. Chị, bộ chị không muốn Thiên phẫu thuật hả? Không, tuyệt đối là không. Chị đừng như vậy mà. Nếu mà như vậy á thì bé Thiên sẽ rất là nguy hiểm. Đó là chuyện riêng của gia đình tôi. Con chào thầy. Con xong việc chưa? Hôm nay ăn chung với thầy nghe. Dạ. Con có món khu quẹt ngon lắm, để con đi lấy. Món khu quẹt à? Trong thực đơn đó có món này con. Dạ, bác sĩ My có nhờ cô làm ở đây, làm cho con món này. Con ăn được mấy lần rồi, đặc biệt mùi vị y chang như là mùi vị của quê nhà con vậy đó thầy. Con kể làm thầy cũng nhớ đến mùi vị đó. Thôi con đi lấy đi. Cô ơi. Bác sĩ Nam, để tôi lấy cơm cho bác sĩ nghe. Bác sĩ cứ ra ngoài bàn ngồi trước đi. Dạ con cảm ơn cô. Mà cô ơi, món cua quẹt ngon lắm á. Con phiền cô nha. Không sao đâu, khi nào bác sĩ muốn ăn thì cứ nói với tôi. Thiệt hả cô? Có thiệt bạn gì không cô? Alo. Đương nhiên rồi, lúc nào cũng được hết. Dạ con cảm ơn cô. Tôi về liền. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây là đoàn thanh tra của Sở Y tế. Họ xuống đây làm việc theo đơn tố cáo vì bệnh viện của chúng ta đã sử dụng thuốc chưa được cấp phép để điều trị cho bệnh nhân. Có người tố cáo bệnh viện sử dụng thuốc chưa được cấp phép, có sao chụp tài liệu kèm theo. Vì thế mà chúng tôi đến đây thanh tra. Đây là quyết định thanh tra và lịch làm việc của đoàn chúng tôi. Được rồi, bệnh viện chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu, cũng như phối hợp với đoàn thanh tra làm rõ mọi vấn đề và chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ê, bệnh viện mình vừa có đoàn thanh tra, có ai biết vụ gì không? Có đơn tố giác kèm cả bản sao lục dùng thuốc. Chuyện này chỉ có thể là người trong nội bộ bệnh viện thôi. Hết trang. Vậy có ảnh hưởng gì không ta? Từ từ ai tố cáo thì sẽ biết thôi. Cổ họng có cảm giác đau liên tục, do viêm và phần mô mềm bị thương tấy. Cảm giác đau càng lúc càng nhiều, cần phải phẫu thuật gấp. Nhanh lên, nhanh lên, phải phẫu thuật gấp. Cũng yên cho tôi, bác sĩ Hoàng đâu? Chào chị, có chuyện gì vậy Nam? Bệnh nhân, cổ bên trái của bệnh nhân hiện tại đang bị sưng và rất là đau. Thân nhiệt là 39 độ 5, khàn cổ họng, không thể nào phát âm ra được. Hiện tại đang sốt cách đây một tiếng. Có thể là do kháng sinh không có tác dụng nên bệnh viện của chúng tôi quyết định phẫu thuật ngay lập tức. Tôi đã nói rồi, không thể phẫu thuật. Và dù có phẫu thuật cũng không làm ở đây. Chúng tôi hiểu, nhưng mà bệnh viện của chúng tôi sẽ không phẫu thuật khi cô không đồng ý. Nhưng mà sẽ nguy hiểm tới bé. Chị thật quá đáng mà. Chị có phải là mẹ của bé Thiên hay không? Hay chỉ xem bé Thiên như là một cỗ máy biết hết? Nam, nó là con của tôi, tôi có quyền quyết định. Chị quá đáng mà. Nam, tôi không cho Thiên cảm ở đây nữa. Cậu làm cái gì vậy hả? Thiên, con tôi đâu? Thiên. Cẩn thận, cẩn thận. Thiên, Thiên.
Thiên Nga. Thiên Nga. Con Trâm ơi. Con ngồi vào đâm đây. Con nhảy ra. Kìa Thiên. Con làm sao vậy? Con qua đường đang gần đây. Sư đại Minh Minh. Con bình tĩnh. Chúng ta nói chuyện với nhau nha. Nếu không được thì con sẽ không để em. Con mãi mãi không để em được nữa. Thủ thuật chỉ là điều trị thôi. Con nghe cô chú nha con. Chú đảm bảo với con là không có chuyện gì xảy ra hết. Chú đừng có nói xạo. Con nghe hết cả rồi. Thiên à, nghe anh nói nè. Bọn em không sợ hả? Không, em không sợ. Thiên, Thiên à, anh rất sợ. Anh rất sợ chết. Tại vì anh không muốn một mình. Dù cho thiên đường có anh Sơn và Thỏ con thì anh cũng không dám tới đó. Vì anh nghĩ là sẽ có rất là nhiều người bị tổn thương. Bản thân anh có rất nhiều người ghét anh. Họ còn gọi anh là thằng ngốc nữa. Nhưng mà anh vẫn muốn sống. Tại vì anh muốn sống ở gần họ. Dù cho họ có gọi anh là gì đi chăng nữa. Còn bản thân em, mọi người rất yêu thương và hâm mộ em. Trong đó có anh. Anh rất hâm mộ giọng hát của em. Em đừng có chết. Nếu em chết đi thì gia đình em, họ sẽ rất buồn. Họ sẽ không còn được nhìn thấy em nữa. Thiên, nghe lời anh, đừng nhảy xuống. Làm ơn đi. Làm ơn đi Thiên. Thiên à. Thiên. Hôm nay ta họp nội bộ lãnh đạo khoa ngoại nhi. Cậu cứ nói là cậu đã sử dụng và làm theo lệnh của giám đốc Phúc. Bởi vì khoa ngoại nhi luôn luôn làm theo lệnh của giám đốc. Lá bài cuối cùng mà tôi đã nói với cậu là nó đó. Và đây là thời điểm lật nó lên. Mạnh, cậu sao vậy? Dạ không có gì giám đốc. Quan điểm của tôi á, đã làm á thì phải chấp nhận. Chấp nhận á để sửa chữa. Đôi khi á có những sai lầm không sửa chữa được, nhưng đã dám làm, dám nhận phải đương đầu. Không phải lỗi của giám đốc, là lỗi của tôi. Tôi đã sử dụng thuốc tiên tâm bệnh nhi trong khi tôi biết thuốc không nằm trong danh mục được cấp phép sử dụng. Tôi xin lỗi. Lô thuốc đó được kho dược nhập về thuộc lô thuốc phân phối công ty Huy Hoàng dưới sự chỉ đạo của anh Huy. Tại thời điểm đó khá là nhạy cảm khi mà báo chí phát hiện ra nguồn gốc của lô thuốc đó có vấn đề. Nhưng thực tế thì biệt dược trong lô thuốc đó hoàn toàn không bị cấm sử dụng. Tất cả là do tôi. Do tôi tắc trách trong chuyên môn sử dụng thuốc mà quên đi văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý dược phẩm. Tôi hiểu. Nghĩa là việc sử dụng thuốc này liên quan đến anh Huy à? Dạ. Cậu có thấy mâu thuẫn không? Không có gì mâu thuẫn ở đây cả. Đây là chuyện nội bộ của bệnh viện. Và có một số thành viên muốn lợi dụng điều này để thay đổi ban điều hành và đưa bệnh viện tới một mô hình hoàn toàn khác. Bác sĩ Đỗ Hoàng nói đúng. Nên bây giờ tôi buộc phải lên tiếng để làm rõ sự việc. Tất cả là do tôi. Tôi đã sử dụng thuốc mà không thông qua bất kỳ sự chỉ đạo nào của giám đốc Phúc. Alo. Tôi nghe rất rõ à.
Phó Giám đốc Khang vừa gọi điện thoại thông báo là cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố hình sự vụ mua bán thuốc trái phép và bắt tạm giam giám đốc công ty dược Huy Hoàng. Thiên, con nghe nè, đây không phải là phẫu thuật, chỉ là lấy mũ ra con bớt khó chịu thôi, nên con bình tĩnh nha. Nè Hiệp, cậu sao vậy? Sao lại ngồi đơ ra làm gì? Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao bác sĩ Nam lại có thể đồng cảm được với nhiều bệnh nhi như vậy. Sau khi nghe câu chuyện của bác sĩ Nam á, tôi cảm thấy cậu ta rất là đáng thương. Ủa mọi người sao vậy ta? Cả cậu nữa. Cậu không biết tình trạng của Nam à? Tình trạng của Nam thì liên quan gì? Mặc dù á là nhiều lúc bác sĩ Nam gặp vấn đề trong việc giao tiếp, đôi khi còn gây họa nữa. Nhưng mà bác sĩ Nam đâu phải người xấu. Người xấu á là cái người mà hay nghĩ người khác xấu. Thầy với cương vị là giám đốc, lo về vấn đề chuyên môn thì có liên quan gì tới việc nhập thuốc mà thầy phải đứng ra nhận về việc này? Là giám đốc bệnh viện, lo về chuyên môn thì việc nhận trách nhiệm về việc thuốc là đúng rồi. Con cũng biết rõ mà. Còn nhiều cách để giữ bác sĩ Nam ở lại làm việc, tất cả là do ta không hiểu rõ về con người. Nhưng mà nó không có liên quan gì tới vấn đề lương tâm hết. Thầy cứ để cho phó giám đốc Khang, anh ta tự biết cách xử lý. Hoàng à, con đừng để chính con cũng đi quá xa. Cứ để thầy chịu trách nhiệm về bản thân của mình. Không hiểu là mẹ cái kiểu gì nữa. Thằng nhỏ bệnh đến mức như vậy mà cũng không chịu chữa trị nữa. Thì bởi cỡ như bà mẹ khác là người ta chấp nhận cho con phẫu thuật rồi. Thì đó, tôi cũng không hiểu luôn. Không biết là cậu nghĩ cái gì trong đầu, thằng nhỏ bị một cái bú ngái họng vậy mà bắt ngày nào cũng hát, sao mà chịu nổi. Chẳng hiểu là làm đàn bà con gái kiểu gì nữa. Anh làm gì? Gì? Anh làm gì nói chuyện, anh nhìn tôi rồi nói đàn bà phụ nữ gì này nọ vậy? Ủa? Ủa là nói chuyện phải nhìn mặt nhau chứ. Ủa nhân dịp gì gây lộn với tôi? Ủa ý tôi nói đây nè, thí dụ như mà mình chưa sẵn sàng làm mẹ thì mình đừng có con. Còn thí dụ như cô nếu mà đã sẵn sàng làm mẹ rồi thì cô phải làm mẹ cho đàng hoàng chứ có đâu vậy, đúng không? Ê nè anh Minh. Gì? Ở đây có hai người, hai nhỏ này sao anh không ví dụ? Bác sĩ My sao anh không ví dụ? Mắc gì anh ví dụ tôi? Ủa tự nhiên cái nhạy cảm gì, ai nói gì cô đâu mà cô kiếm chuyện với tôi. Cái ý của tôi là sao? Ý tôi nói là tôi không có đụng gì chạm gì tới cô hết. Tôi nói là tôi không hiểu được lòng dạ đàn bà. Mọi người nhớ đi, từ xưa tới giờ chỉ có câu là mẹ đẻ rứt ruột bán con, chưa bao giờ nghe một câu mà cha đẻ rứt ruột bán con hết, đúng không? Anh hay quá. Thử làm cha đi rồi sẽ như thế nào? Muốn biết tôi làm cha như thế nào thì thử làm mẹ của những đứa con tôi đi. Tào lao. Trời ơi. Ủa cái gì vậy trời? Thật ra thì anh Minh mặc dù chưa làm cha, nhưng mà em thấy trong khoa anh Minh đối với các bệnh nhi giống như là một người cha vậy đó. Vận động hết tất cả những cơ quan thính giác của mình lên đi, lắng nghe những hiệu ứng truyền miệng về tôi. À ha. Cảm ơn nha Nam. Con cũng biết rõ mà. Còn nhiều cách để giữ bác sĩ Nam ở lại làm việc. Anh đang suy nghĩ gì hả? Cô giúp tôi gọi bác sĩ Nam tới đây. Định nói luôn chuyện đó trong hôm nay hả? Ừ. Hay là anh suy nghĩ thêm đi. Nghĩ gì nữa? Không phải lúc nào anh cũng thấy rồi sao? Bác sĩ Nam hành động không sơ suất gì cả. Và quan trọng là bây giờ bác sĩ Nam đã hiểu được cách giao tiếp chuẩn mực với bệnh nhân rồi. Bác sĩ ngoại khoa cần phải đưa ra quyết đoán trong muôn vàn thời điểm. Chỉ có mỗi việc như vậy mà cô muốn tôi phải đồng ý bác sĩ Nam hả? Hay là phải chờ cậu ta có đủ năng lực? Chuyện đó thì không ai biết trước được, nhưng vẫn có hy vọng mà. Chính vì tôi muốn giữ tia hy vọng cuối cùng đó mới đưa cậu ta đến khoa nội nhi. Cô làm cái gì vậy hả? Dạ em xin lỗi. Wow. Cô làm gì vậy? Công nhận tay của trưởng khoa Mạnh thật sự rất đẹp. Đôi bàn tay này đã vất vả
cứu sống rất là nhiều bệnh nhân, nhưng mà trưởng khoa Mạnh đã gìn giữ nó hết sức cẩn thận. Em rất hâm mộ. Nè, tôi đang rất là bận, không rảnh gì cậu làm nhảm đâu nha. Thật sự thì em hy vọng sau này sẽ trở thành một bác sĩ khoa ngoại nhi, để dùng chính đôi bàn tay của mình cứu sống được rất nhiều bệnh nhân, giống như là trưởng khoa Mạnh vậy đó. Em tặng anh. Dạ, chuyện này chắc chắn là giám đốc Quy làm. Nhưng mà tình hình diễn biến khá nhanh đó anh ơi. Mà nếu họ điều tra việc mua bán thuốc á thì... Dạ, biết rồi. Em làm liền. Dạ. Vấn đề của thanh tra sở sẽ đến trong ngày hôm nay. Được rồi, anh đừng lo việc của bệnh viện nữa. Việc giám đốc từ chức chỉ làm cho những người muốn hạ bệ giám đốc họ hạ dạ mà thôi. Tôi đã chịu trách nhiệm, dĩ nhiên là tôi phải từ chức thôi. Giám đốc có rất nhiều học trò hạnh phúc. Việc giám đốc làm như vậy sẽ khiến họ bị tổn thương. Không phải vậy. Việc tôi rời đi là bài học cuối cùng cho học trò của tôi. Bản đề án kế hoạch của bệnh viện anh cũng nên mang đi khỏi đây. Giám đốc suy nghĩ kỹ lại đi. Nó sẽ gây tổn thất rất là lớn đó. Khi nào anh rời đi, tôi cũng sẽ đi khỏi đây. Phải dừng lại ở đây. Bác sĩ Nam, sau khi kết thúc việc điều trị cho bé Huy, cậu chuyển sang khoa nội nhi đi. Tôi đã thông qua giám đốc và nói chuyện với trưởng khoa. Đây là thư giới thiệu, cầm lấy đi. Cầm lấy. Em không muốn nhận đâu. Em không muốn qua khoa nội nhi, mà muốn ở lại khoa ngoại nhi. Cậu chống đối với tôi đó hả? Dạ, cái này không phải là chống đối. Mày muốn ở lại đây để thực hiện giấc mơ của mình. Đúng, đó là giấc mơ của cậu. Còn khoa nội nhi mới là nơi cậu thuộc về. Em không biết, em chỉ muốn ở lại khoa ngoại nhi thôi. Cậu không hiểu những gì tôi nói hả? Em biết là anh Hoàng rất là ghét em. Cho dù anh ghét em như thế nào thì em vẫn muốn ở lại khoa ngoại nhi để thực hiện giấc mơ của mình. Đó chính là trở thành một bác sĩ khoa ngoại nhi thật giỏi. Không ai ghét bỏ gì cậu cả. Tôi có cấm cậu là bác sĩ không? Không chỉ có khoa ngoại nhi thì cậu mới được làm bác sĩ. Tất cả đều chỉ muốn tốt cho cậu. Thực tế lên đi, cầm lấy. Anh Hoàng, nói sau đi. Đi. Nam, anh Hoàng làm như vậy không phải là vì ghét em. Em hiểu không? Chính vì anh Hoàng ghét em cho nên anh Hoàng mới kêu em đi. Em biết rõ điều đó mà. Nhưng thực ra em chỉ muốn ở lại khoa ngoại nhi để trở thành bác sĩ khoa ngoại nhi thôi. Mời vào. Con ngồi đi. Nam à, thầy hỏi con điều này. Sau này con không thấy thầy thì con có làm việc tốt cho bệnh viện như vậy không? Dạ, thật ra thì con luôn cố gắng để làm tốt nhất. Nhưng mà thầy định đi đâu vậy? Thầy hỏi chỉ là lo cho sau này thôi. Nhưng mà nếu mà không có thầy, Con không biết phải làm sao. Con đã lớn rồi, phải tự lo cho mình. Thầy không thể lo mãi cho con được. Không phải như vậy đâu thầy ơi. Thật ra con chưa có lớn. Con còn rất nhiều điều con chưa biết. Và con cần phải học hỏi ở thầy rất nhiều. Không phải vậy. Con có tình cảm rất tốt đối với bệnh nhân. Thầy thấy tình cảm đó, thầy cũng phải học hỏi thêm. Vì con đã lớn nên có thầy hay không
cũng không quan trọng nữa. Những gì mà thầy đối xử với con thì con cũng phải học tập để trở thành là một người bạn tốt với Bình Nhi. Con cầm thầy cái gì thì họ cũng cầm con như vậy. Thật ra đó cũng chính là tâm niệm của con. Đã là bác sĩ thì mình phải là bạn với bệnh nhân, để hiểu và chia sẻ với họ, để họ vượt qua những khó khăn. Nhưng mà thầy đừng đi được, tại vì con rất mong là thầy sẽ ở bên cạnh con. Thiên ơi, nếu mà em đau ở đâu á thì nói anh làm nhẹ tay lại nha. Có phải nếu mà em không còn hát được nữa thì em sẽ rất buồn đúng không? Dạ, em chỉ biết hát, em không đi học, em cũng không có bạn bè, và em cũng không được chơi game. Như vậy nếu như em không hát thì em đâu có biết làm gì nữa đâu. Thì anh hiểu những gì em nói. Bản thân anh cũng vậy. Mọi người không tin và nói anh không có khả năng trở thành bác sĩ. Mọi người nói anh nhìn rất là khác lạ so với tất cả mọi người. Đôi khi nhìn anh giống như thằng khờ vậy đó. Có những lúc anh làm trái ý họ và còn làm phiền cả họ nữa. Nhưng mà bác sĩ vẫn còn có hy vọng mà. Hy vọng? Dạ. Nếu như người ta không cho anh làm bác sĩ thì anh cứ kệ họ đi, và anh phải cố đến khi nào anh làm được thì thôi. Khi nào làm được thì mới thôi. Dạ. Còn em, nếu như em phẫu thuật thì em sẽ không hát được, đúng không anh?
mình sẽ làm được mà. Dạ. Vấn đề không phải là điều trị ở đâu, mà bé Thiên từng có ý định tự tử. Bé cần phải ổn định về mặt tinh thần trước đã. Chị có hiểu ý tôi nói không? Mẹ, không biết ước mơ thật sự của em là gì. Con bớt nhiều chuyện lại. Bây giờ con không có luyện thanh thì nghỉ ngơi và nghe nhạc giúp mẹ. Nhanh đi. Dạ. Với tư cách là một người bác sĩ mổ chính, ca đầu tiên lại có bệnh nhân tử vong trên bàn mổ, cô nghĩ tôi sẽ như thế nào?